Hôm nay 20 tháng 11 là dịp cả xã hội tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thầy cô giáo. Tại huyện miền núi Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, nơi vừa gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, không khí ngày 20 tháng 11 ở đây diễn ra như thế nào? Từ năm học 2015-2016, một nữ giáo viên ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu đưa các bài dân ca ví dặm bằng tiếng Anh do chính mình sáng tác để hát và dạy cho học sinh. Cùng đến với tiết học đặc biệt này để cùng cảm nhận sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của cô và trò nơi đây. Theo báo cáo về thị trường bất động sản quý 3 năm 2017 của công ty bất động sản Colliers International Việt Nam, thị trường căn hộ tại Hà Nội phát triển một cách hết sức sôi động. Liên quan đến đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tăng mức phí sử dụng vỉa hè, lòng đường để trông giữ ô tô, xe máy lên gấp 1,5 đến 3 lần so với mức hiện nay, nhiều chuyên gia đánh giá đây là việc làm cần thiết. Trong khi đó, người dân lại có những ý kiến trái chiều.